đại biểu, quý vị tân quý khách yêu mến, đều cho chương trình Vân Nghề được thành công tốt đẹp. Vậy vào thời gian này một lần nữa cho phép ban tổ chức xin được thay mặt cho gia đình nhà gái xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị còn đứng ở phía ngoài hôn trường cưới sẽ khẩn trương tiến sâu vào phía trong của hôn trường cưới để quý vị chúng ta ổn định chỗ ngồi và cùng đón nghe trọn vẹn chương trình Vân Nghề. Chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn trong buổi tối ngày hôm nay được thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị tân quý khách kính mến, kính thưa quý cụ ông, quý cụ bà, cô dì chú bác đồ quầy gần xa, bạn bè nam nữ thanh niên xa gần của đôi môi hớn hở kính mến, trước tiên cho phép tôi xin được thay lời cho những người làm chương trình diễn đàn lễ cưới, xin được thay lời cho gia đình nhà gái cũng như cô dâu Phương Thảo, xin được kính chuyển tới toàn thể các vị khách quý nhân dịp đầu xuân mới của năm Quý Mão một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang và một lời chào thân thương nhất. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, quả thật đúng như vậy, trời non đã hẹn nở hoa, tình yêu chỉ hẹn rằng ta với mình, yêu nhau chỉ một mối tình, kéo sơn gắn bó chỉ mình với ta, niềm vui trẻ cũng như già, về đến tất cả đều là mực vui. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, thật là tuyệt vời chất tính đẹp của Phương Thảo và Vũ Hùng trong thời gian công tác học tập cùng nhau, từ một tình bạn chân chính dẫn đến một tình yêu chân thành. Và tình yêu đẹp của hai bạn cho đến giờ phút này đây thì không còn là sự chờ đợi nữa, mà đôi bạn trẻ đã thực sự nắm tay nhau bước vào lâu đài hạnh phúc cuộc đời. Anh đón em về cứ ngỡ trong mơ, gió nghiêng vành nón nắng mùa tóc xanh, tóc em thơm ngát hương chanh, thơm như trái chín trên cành hoa xuân, dáng người thanh lệ tự hào, ngày mai muốn họ bước vào hồi hôn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và tình yêu hạnh phúc mới của đôi bạn trẻ cũng là được sự cho phép của hai bên chính quyền địa phương, hai quê hương sở tại là xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình và xã Châu Giang, Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Và đặc biệt được sự tác hợp hai bên gia đình cũng đã chọn ngày lành tháng đẹp, tức là ngày mai. Ngày mai là ngày 25 tháng 2 của năm 2023 và cũng là ngày 6 tháng 2 của năm Quý Mão, là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của tân nam tân nương Phương Thảo và Vũ Hùng. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và cũng rất vinh dự cho những người làm chương trình chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay xin được dang rộng cánh tay, nguyện làm cánh chim báo hỷ lan mừng tin vui, và xin phép được trân trọng giới thiệu chương trình Văn Nghệ với chủ đề hát chúc mừng thì được cử bến đưa đôi cho cô dâu Phương Thảo và chú rể Vũ Hùng sẽ chính thức được khai mạc. Bắt đầu, xin phép một tràng pháo tay thật lớn rộn rã nhất để chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và thì theo nét đẹp văn hóa của người Việt bao giờ cũng vậy, mỗi khi khách tới nhà, chén nước trà xanh luôn mở đầu câu chuyện, tay nâng chén nước em mời, trà thơm tâm lực cả mười ngón tay, nào xin mời anh cả chị hai cùng ra mời chàng. Để tỏ lòng mến khách của gia đình nhà gái tới toàn thể quý vị, sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng xích lại gần nhau hơn, cùng thả hồn trò chuyện bên chén trà xanh với những câu chuyện tâm đầu ý hợp, và cùng đến với ca khúc Khách Đến Chơi Nhà, thế là biểu dân ca Quan Họ Bắc Ninh. Xin mời quý các bạn cùng đón nghe, và rất mong quý vị cổ vũ cho một tràng pháo tay thật lớn có được không ạ? Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giọt mưa hát xuống trên trao mừng nhau, giọt mưa hát xuống trên trao mừng nhau. Để anh hay xây một miếng châu dấu thẳng vân đi qua cầu gió bay. Xa em đừng hát hay, xa em đừng lên lá, đừng ao tư thức đừng thăng bỏ qua, đừng hát trong mưa mưa đừng về. Người đến cho tình em trôi qua,
xuân đã đến bên em, gió xuân tuyệt vời, mong sẽ ra mong cho đời khi về đồn với nhà anh là hạnh phúc tuyệt vời. Gió xuân tuyệt vời, mong sẽ ra mong cho đời với từng nụ hôn yêu thương. Còn nhớ phút giây gặp ta, một xuân lo sắc hương, chiều xuống người trao bay em ngỡ ngàng, người đến cho tình em chờ đó mùa hoa tổ xuân đã đến bên em, gió xuân tuyệt vời, mong sẽ ra nắng cho đời khi về đồn quê nhà anh là hạnh phúc tuyệt vời. Gió xuân tuyệt vời, mong sẽ đắm cho đời với từng nụ hôn yêu thương. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, chim thương nhau chim cứ đôi làm tổ, cha gái yêu nhau nên như vợ tình chồng. Anh nhớ thương em qua nỗi nhớ mênh mông, trời đất đồng hương quê mẹ, ngày mai cho đón em về cho thỏa nỗi chờ mong. Và ngày vui phải hát phải ca, con nam con nữ mới nên duyên. Dòng nữ Thiên Ngân thì cũng đã hát rồi. Sau đây xin mời dòng nam Vũ Hùng cũng có bài ca chúc mừng. Trở về thì cố canh chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi tối ngày hôm nay. Sau đây xin mời các quý vị chúng ta tiếp tục cùng vui quần bên chén nước trà xanh cho tắm tình chú rể và cùng đón nghe dòng hát của nam danh ca Vũ Hùng. Vâng, xin mời tiếng hát của ca sĩ Trần Hùng sau đây sân khấu ạ. Ca sĩ Trần Hùng ngồi ở chỗ nào, xin mời quý vị chỉ dùm giúp tôi với ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và trong chương trình Văn nghệ chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi tối hôm nay thì không thể vắng bóng được các giọng hát của xứ sở quê hương. Chúng ta sẽ tiếp tục mang những món quà âm nhạc tuyệt vời nhất trở về sân khấu của những người làm chương trình chúng tôi. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng cổ vũ cho bạn một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin mời. Alo. Vâng, lời đầu tiên cho phép Việt Anh xin gửi tới toàn thể lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay để chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn trong buổi tối hôm nay thì cho phép Việt Anh xin gửi tới ca khúc đầu tiên, ca khúc Đi tìm cô hát lý thương nhau. Thank you.
trồng cây bông của em hãy còn sầu bao vất vả mà em vẫn hát câu ai chỉ thương nhau mà em vẫn hát câu hát lý thương nhau. Để anh giang cánh tay ôm lấy vào
con có nên chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi tuổi đời. Bởi vì nghèo, quả nhiên là anh không quên thương thương chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoàn cánh trước mắt âm thanh. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì ta đang lại nên là em chẳng trả cứu hoa. Một đường hồng quên bên đôi vai phải chịu nhiều bánh bao, giờ mang thêm đau thương cùng với nghe vũ và người muốn theo anh trong màn đêm tối đăm đoạn. Người muốn tìm gì ở dưới đây lì rượu đó. Em đẹp tóc hát nhìn nhé, có băng mắt giọt cho trâu. Làm sao anh quên đi và thôi bỏ cho em không đi đến trong lòng. Tại sao chưa chung em là gió lướt qua nhanh để anh đọc lại lời xưa hoa mỹ trong câu ca này. Để một ngày nào kia con tim em lắng nghe nhìn thấy em lao đao dũng khí nào để anh giang cánh tay ôm lấy vào quá qua để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi tuổi đời. Quả nhiên là ai cũng thế thôi, chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì ta thương lại nên là em chả đã cứu mang. Một nụ hồng thơ gây đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương cùng với nghe vũ và người muốn kéo anh trong màn đêm tối tăm đoạn. Người muốn tìm gì ở dưới lấy diễm cái đêm đêm khóc thân mình nghe đêm mắt mắt giọt cho trong. Làm sao anh quên đi và thôi ấm trong em không đi hết trong lòng. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là em cho đã cứu mong. Một nụ hồng thơ ngây đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương cùng với kẻ dối xa. Người muốn kêu ai trong màn đêm tối tăm đó đây. Người muốn tìm gì ở dưới đây như diêu cay. Em đêm khóc than mình nghe em mắt giọt cho trong. Làm sao anh quên đi và thôi đâu cho chúng em không đi hết trong lòng. Cảm ơn xin ạ. Xin chân thành cảm ơn giọng hát của ca sĩ Việt Anh rất nhiều với những tình khúc nhạc trẻ rất là tuyệt vời chuẩn bị trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và thời gian này bật lưỡi cho phép ban tổ chúng tôi xin được thay mặt cho gia đình nhà gái như cô dâu Phương Thảo xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta tiếp tục tiến sâu vào phía trong cổ hôn trường cưới để quý vị chúng ta ổn định cho ngồi và cùng nâng ly trà xanh để hâm nóng không khí hôn trường cưới trong buổi tối ngày hôm nay. Và để đáp ứng tình cảm của quý vị dành cho gia đình nhà gái trong buổi tối ngày hôm nay, xin được ban tổ chúng tôi xin được hân hoan chào đón giọng ca của cô Thu Hương xin được sân khấu để hát chúc hạnh phúc cho đàn trẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời giọng hát của ca sĩ Thu Hương. Cô Thu Hương ngồi ở chỗ nào, xin mời quý vị chỉ dù giúp tôi với ạ. Rất mong muốn sự công tác của các vị đại biểu quý vị thân khách đã trở về trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị chúng ta là những người mà có năng lực về văn nghệ sẽ cùng góp vào chương trình văn nghệ để tăng thêm mối tình hoa với phúc của các bạn trẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Xin quý vị của Vũ Châu có thương một chàng vỗ tay thật lớn được không ạ? Để mừng cho hội cưới, Thu Hương xin gửi tới hội cưới một bài hát.
suốt đời này. Với những bài là tình khúc tuyệt vời nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Sau đây Thúy Ngân sẽ gửi tới quý vị một món quà rất là tuyệt vời, mang đầy rất hơi thở của dân ca Tây Bắc, và đó là món quà tặng cho cô dâu và chú rể trong buổi tối ngày hôm nay. Mong rằng với thông điệp rất là tuyệt vời này thì trong cái tháng 2 này thì toàn thể quý vị chúng ta sẽ bớt chút thời gian đến với mảnh đất của Lào Xay Thang Va, và chúng ta sẽ gặp một chiếc chờ tình của những chàng trai, cô gái, người mèo. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ. Xin mời quý các bạn cùng đón nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu giọng hát của cô Thu Phương trên sân khấu để hát chúc mừng hạnh phúc cho năm trai cháu. Xin mời cô Thu Phương và rất mong sự cổ quý vị dành cho ca sĩ Thu Phương một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng, thưa toàn thể quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, những lời ca tiếng hát của quý vị là những món quà tuyệt vời nhất để cùng giao lưu với những làm chương trình chúng tôi. Để tiếp nối trang nghệ một người phúc trai cháu xin biểu tượng với một ca khúc tình yêu trên đường phong quan họ. Hãy subscribe.
chảy nơ thơ. Đây ta thương nhớ bao giờ cho nguôi. Câu quan họ người ơi người ở. Đến hẹn nảy lên em đời. Đến hẹn nảy lên em chờ. Vâng, Thu Ngân đang hóng hóng ngồi nghe ca sĩ Thu Hương hát một ca khúc rất là nhẹ nhàng ấm áp tình quê với ca khúc Tình yêu bên những dòng sông quan họ. Nhưng mà quý vị chúng ta có muốn nghe cô Thu Phương hát một bài nữa không ạ? À? Rất mong muốn Thu Phương lên sân khấu để cùng giao lưu với những nhà thơ chúng tôi những ca khúc tuyệt vời nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị. Và có lẽ trong thời gian chờ đợi các ca sĩ của quê hương Quốc Tuấn chúng ta tiếp tục trở về sân khấu, cho nên ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu giọng hát của ca sĩ Thanh Huệ sẽ lên sân khấu để hát chung hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời ca sĩ Thanh Huệ. Xin mời tiếng hát của ca sĩ Thanh Huệ. Và xin quý vị cổ vũ cho ca sĩ Thanh Huệ một tràng pháo tay thật lớn có được không ạ? Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Để người hạnh phúc cho đôi bạn trẻ như xin gửi tới ca hát Mùa Xuân Đêm Quay Xuân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
vời nhưng mà chỉ hát có một bài thôi. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, rất vui cho những người làm chương trình chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay luôn luôn được dang rộng những cánh tay để đón nhận những tình cảm của bà con cô bác đã và đang tiếp tục trở về hôn trường cưới trong buổi tối ngày hôm nay để hâm nóng không khí hôn trường cưới ấm áp hơn rất nhiều. Và để đáp lại những tình cảm quý mến của quý vị, cho nên ban tổ chức xin lời hân hoan chào đón giọng hát của bác Kim Thoa trên sân khấu để hát chúc mừng hạnh phúc ba cháu. Xin trân trọng kính mời bác. Bác Kim Thoa ngồi ở chỗ nào ạ? Xin mời quý vị chỉ dù giúp tôi với ạ. Sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta tiếp tục nâng ly trà xanh và cùng hướng sân khấu để cùng đón nghe giọng hát của bác Kim Thoa. Bác sẽ lên sân khấu để gửi gắm tình cảm của bác qua những món quà nhỏ tuyệt vời nhất. Nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi xin chúc toàn thể anh chị em lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Và để chúc phúc cho hai cháu, tôi xin ngâm bài thơ con chào mẹ con đi. Ôi giời ơi, hồ quá. Chiến thắng người mẹ hiền thương của chúng con từ khắp bốn phương về với mẹ yêu trong niềm thương mình. Mới hai năm mà bỗng nghi lớn khôn, con biết mẹ không ngày mòn tháng đời, chúng con nặng về đâu cũng chẳng phải phép thần tiên ban cho mẹ hiền phúc hậu mà có các con đi khôn lớn đi bằng đầu. Con hiểu lắm, con về đây với mẹ manh áo bạc màu mẹ và cân nghi vừa xong nghi vách đất nhà canh những chiều thơm khói nhẹ chặt chặt lắm mẹ ơi, nhưng rộng mở tâm mi lòng chung đắng khỏe bùi với mẹ đã hai năm nay, bước chân đi muôn ngàn luyến nhớ gánh nàng ước mơ trên đôi vai nhỏ nhỏ vào đời lòng gió đường thôi, bước chân đi con nhớ lắm mẹ ơi, nhớ từ ngày đầu là người là đất ẵm đưa em thơ là hơi nó thắm là cửa là nhà diễn nước cầu ao, nhường cho con từng nhà nhánh lá ngọt rau hạt gạo củ khoai chắc những chiêu chẳng tiếc, nhưng những đêm đông gió lùa cuộc sống chỉ vuông tròn, mẹ con mắng cũng vì con còn dài, mẹ lại thương thương nhiều thương mãi
chỉ vì đất nước chiến tranh, còn giặc Mỹ còn đàn bom tàn phá. Con còn đến còn đi mẹ nhẹ tung cánh vào đời, mẹ vẫn đi đứng thấy bên con. Xin thay mặt cho cô dâu và chú rể xin được trân trọng cảm ơn một bài thơ rất là xúc động của bác đã trở về chúc phúc cho cháu trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và để nối tiếp trang văn nghệ chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi tối ngày hôm nay, sau đây thì ban tổ chức tôi một lần nữa xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng lên sân khấu để cùng đón nghe giọng hát của cô Lê sẽ lên sân khấu để hát chúc mừng hạnh phúc hai cháu. Xin trân trọng kính mời cô Lê. Xin gửi tới một bài hát dòng sông và tiếng hát.
của cô Lê rất nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị. Và để tiếp tục chương trình, ban tổ chức xin được hân hoan chào đón giọng ca của ca sĩ Hồng Nhung. Xin mời tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung sẽ lên sân khấu để hát chung bệnh phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi tối ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Ca sĩ Hồng Nhung có mặt trong sông hôn trực cưới không ạ? Vâng, và có lẽ trong lúc chờ đợi tiếng hát của ca sĩ cho nên tôi xin trân trọng giới thiệu tiếng hát của ca sĩ Thanh Nga trên sân khấu để hát chung bệnh phúc hai bạn. Xin trân trọng kính mời. Xin mời dòng hát của ca sĩ Thanh Nga trên sân khấu để hát chung bệnh phúc cho năm cho cô dâu và chú rể trong buổi tối ngày hôm nay. Hốn. À, tôi xin hát một bài hát được mang tên Em Muốn Anh Sống Sao. Lê Minh. Hãy
anh nhỉ, thấy không? Bài hát tiếp theo, đợi em trong mơ. Tìm em qua cầu Mỹ Sông Lam. Mít để có đúng. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng
đừng gọi em cô gái đỏ, tình đỏ chiều anh đưa sang sông. Anh thầm thương cô gái lá đỏ. Ngày ngày anh xa thăm em, nhà em bên nơ, anh ở bên môi. Câu đời câu chờ đôi ta thương nhau, trên dòng sông in bóng chân thề. Một câu vì anh trao nửa câu vì em thương. Cô sẵn cô quay môi chất mặt, thương anh rồi nhớ đời nghe. Cứ chiều về cách có lối bên sông, cô lái đò giữa lấy tròn mới tan. Bao năm tháng trôi qua bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về đang tan đời chờ mong. Rằng anh nó về, lò về bên em. Ơi câu vì anh cháu mùa xuân anh trở lại. Em sang sông anh trong bỏ mặc bên đó xưa. Bên câu thương câu chờ nỡ hẹn người ơi. Lần chiều về sao riêng gọi chân lên. Tiếng hô gọi em cô lái đò ngày ơi. Anh nhớ cùng em trên con dây nhỏ, trên cánh đồng tôn ca còn thương nhau. Anh trở về thì đò xưa. Quý vị, sau đây ban tổ chức xin được chào đón dòng hát của ca sĩ Hồng Khang.
Các chị Hồng Khang có mặt trong hôn trường cưới không ạ? Vâng, và trong lúc chờ đợi các ca sĩ chúng ta tiếp tục trở về sân khấu với những làm chương trình chúng tôi. Sau đây một lần nữa Thúy Ngân sẽ gửi tới quý vị một ca khúc rất dễ thương. Bài hát được mang tên Biển Tình, sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Xin mời quý vị bạn cùng đón nghe. Trên đầu núi mây xanh 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 xanh.
yêu bao giờ cũng vậy, muôn đề tài muôn thuở nhất. Chính vì vậy, tình yêu nơi đây được các nhạc sĩ ca ngợi trong những vần thơ nốt nhạc. Tình yêu là gì đã bao lần anh muốn nói, tình yêu là gì đã bao lần em muốn hỏi. Gặp đây rồi mà bốn mắt chỉ lặng im, nghe bồi hồi giọng muốn nóng trong tim, mà thưởng thức bao nhiêu điều suy tưởng. Theo quy luật, chưa một lần định nghĩa trọn vẹn cho đời với hai tiếng gọi tình yêu. Từ hai tiếng thiên nhiên đầu của tình yêu đã khiến cho hai con tim của Phương Thảo và Vũ Hùng luôn tìm đến với nhau. Thế rồi trong thời gian tìm và hiểu, thời gian đó cho đến ngày nay đã trở thành hiện thực. Và đôi bạn trẻ đã xứng đáng lên đôi gặp Tân Nguyên. Trong buổi tối ngày hôm nay, Thiên Ngân người tặng tới Tân Lang Tân Nhân một ca khúc đầy hơi thở của tình yêu. Đó là ca khúc Thiên Đàng Ái Ân sáng tác nhạc sĩ Lam Phương. Xin mời quý các bạn cùng đón nghe.
quê hương yên bình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình, đường nở hoa trắng xanh vàng kim đẹp, làm sao bướm bay chậm chậm trôi, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa Thiên Ngân xin được trân trọng cảm ơn các quý vị rất nhiều.